cũng được. 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 Hôm nay đi đâu mất tiêu rồi ta, chẳng thấy bạn homie ở đâu vậy trời ơi. Ồ, ở đây có ba cái hộp gì đây? Trời, bạn homie đâu mất rồi ta ơi. Ồ, tự nhiên lại để ba cái hộp ở đây nè. Không biết ba cái hộp gì đâu. Đi kêu bạn homie ơi. Bạn homie ơi. Bạn homie à. Trời, chào bạn homie. Ủa bạn homie, hôm nay bạn homie làm gì mà tự nhiên có ba cái hộp ở trên cái bàn vậy ta? Đồ chơi hả? Đồ chơi cái này là gì ta? Cái này là gì? Bí mật hả? Bí mật hả? Bây giờ homie có thể mở ra cho các bạn xem trong đây có gì hay không? Ok ha, rồi bây giờ ba với homie cùng mở nha. Ok. Ok, bây giờ bạn homie sẽ mở hộp nhỏ trước cho các bạn xem đúng không? Rồi bây giờ mình thử trước nha. Rồi homie mở đi. Homie mở có được không? Rồi. Đó, bạn homie đã mở được rồi các bạn ơi. Rồi. Wow, bên trong có gì nào? Đâu, cho các bạn coi thử coi. Cái gì ta? Wow, ủa cái gì vậy? Không biết cái gì luôn. Trời ơi, vẫn chưa biết cái đó là gì. Bây giờ không biết sẽ làm gì đây. Ok, bây giờ không biết mở ra nha. Rồi, không biết mở đi. Trong đó có gì nào? À, đâu, từ đây cho các bạn coi thử coi. Đây. Ô, cái này là cái gì vậy ta? Chưa biết nữa, rồi, để đây. Rồi. Wow, một cái sách hướng dẫn nha các bạn nha. À, thì ra đây là bí mật của homie nha các bạn nha. Đây là hộp đất sét đúng không? Rồi, bây giờ ba sẽ đổ cho các bạn coi nha. Bây giờ ba sẽ đổ cho các bạn coi nha. Nha. Wow, đây là các bạn thấy chưa? Có luôn cái cuốn sách hướng dẫn nè các bạn. Đó. Trời ơi, đất sét mà đã vậy. Cái này được bao nhiêu màu ta? Rồi, homie. Wow. Trời ơi, các bạn ơi. Homie sẽ đi lại coi thử kiểm tra coi có bao nhiêu màu, có bao nhiêu hộp màu cho các bạn nha. Homie đếm thử coi. Homie đếm thử coi có bao nhiêu hộp màu. Trời ơi. Trong đây rồi, tí nữa homie mở ra từng cái cho các bạn coi thử nha. Đó, đây là hộp màu nào. Bây giờ con đếm một bên rồi con bỏ vào một bên. Con đếm một bên rồi bỏ vào một bên nha. Rồi bây giờ con đếm đi. Chồng lên nhau. 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 màu. Trời ơi các bạn ơi, vậy là hôm nay bạn homie có một bí mật cho tụi mình. Đó là một hộp đất sét đúng không homie? Một hộp đất sét bao nhiêu màu? 24 màu. Trời ơi. Wow. Không biết nữa, không biết trong hộp bự có gì. Bây giờ mình từ từ mình mở. Bây giờ đây, rồi cho. Wow các bạn ơi, đây. Bây giờ sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi nha. Tổng cộng có 24 màu trong một hộp đất sét này. Wow. Mà các bạn biết không, hộp đất sét này là có phải là đất sét mà lại tốt không không ơi? Vậy là nó cứng hay là nó mềm? Không biết luôn hả? Vậy là thế nên mình phải thử đúng không? Mình thử coi nó mềm hay cứng đúng không? Và đất sét này nó là theo ba biết á, là đất sét này một hộp nhỏ như vậy là 24 màu và có luôn dụng cụ nè các bạn nha. Đây có luôn dụng cụ đúng không homie? Có luôn dụng cụ đó. Và có luôn cái sách hướng dẫn nè, các bạn thấy chưa? Đó. Là tổng cộng như vậy là một hộp này là có giá là 130.000. Có bán ở trên Shopee á đúng không, là có để cái đường link mà mua hàng ở dưới phần mô tả, có gì các bạn ấn vô đó, các bạn muốn mua giống homie thì các bạn mua ha. Rồi giờ bạn homie sẽ làm gì đây bạn homie ơi? Rồi bây giờ bạn homie nói là sẽ mở hộp đất sét ra cho các bạn coi coi đất sét này là cái gì nha. Ok chưa? Rồi bây giờ homie thích mở hộp nào cũng được, homie mở một hộp cho các bạn coi coi đất sét nó là cái gì nha. Không biết đó là đất sét cứng hay mềm hay là đất sét nó là sao á nha. Rồi
đó các bạn thấy chưa? Wow các bạn ơi, đâu đâu để mà thử coi cái này sao đây. Đó các bạn ơi, trời ơi sao mà nó mịn như nè, đúng không ơi? Đất sét rất là mịn luôn nè, các bạn thấy chưa? Đó, đất sét mịn luôn, quá trời mịn luôn nè. Đó rồi, bây giờ bạn không ơi hãy cầm đất sét đi. Rồi bây giờ bạn không ơi hãy lấy đất sét ra thử đi, để cho các bạn coi thử coi trong đất sét là nó mềm hay cứng ha. Wow, trời ơi các bạn ơi, không ơi đang lấy đất sét ra kìa. Sao bà thấy có vẻ như nó giống như xì lam không ơi ha? Không ơi thử coi. Wow, đâu không ơi bỏ tay bà thử coi, coi đất sét nó nặng hay nhẹ. Trời ơi các bạn ơi, đất sét này nó sao ta? Không ơi, con thấy nó sao, đất sét này nó sao? Nó mềm nhưng mà nó nhẹ hay là nó nặng không ơi? Trời nó nhẹ quá trời luôn nè, các bạn coi thử nha, nhẹ hêu luôn á các bạn ơi, giống như xì lam á. Còn bây giờ không ơi do cục tròn lại cho các bạn coi đi, do cục tròn lại. Rồi bây giờ không ơi cầm hai cái đầu, không ơi kéo dài ra, từ từ nha. Kéo dài dài ra, một là kéo. Wow, các bạn thấy chưa, đất sét rất là dẻo nha các bạn nha. Đất sét này là đất sét Nhật nha các bạn nha. Đó, quá trời luôn. Đúng rồi, y hệt là làm mì đó. Đất sét này rất là nhẹ và tốt, an toàn cho trẻ nha các bạn nha. An toàn cho trẻ trên 3 tuổi nha. Đó. Nè các bạn coi nè, rất là đẹp, giống như là xì lam không ơi ha. Đó các bạn coi nha, rất là mềm nha. Và đặc điểm của đất sét này là gì không ơi? Là khi mà các bạn chơi đúng không, thì các bạn nặng hình thoải mái, tạo hình thoải mái đúng không? Đúng không? Rồi sau khi mà tạo hình xong, các bạn để ở ngoài gió khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ đó, đúng không? Thì đất sét nó sao? Đúng không? Đó, nó sẽ đóng cứng lại luôn đúng không? Cho nên khi các bạn chơi các bạn hãy cẩn thận nha, đúng không? Các bạn chơi thì các bạn lúc mà các bạn lấy ra, cái nào không chơi thì phải làm sao? Đúng rồi, phải đóng nắp lại, không phải nó cứng như các bạn nha. Đất sét này là đất sét khi chơi sẽ tạo hình thoải mái, nhưng mà tới lúc mà chơi xong rồi, tạo hình xong rồi để ở ngoài là gió nó thổi vô chút xíu là nó sẽ cứng ngắc lại luôn nha, và rất là đẹp nha các bạn, giống như là đồ chơi vậy, đúng không ơi? Rồi bây giờ không ơi thử lấy màu khác cho các bạn coi thử coi, không ơi gỡ hết màu luôn nha. Ok, bây giờ bạn Homie sẽ mở tiếp màu xanh da trời nha các bạn nha. Các bạn hãy tập trung nha, coi bạn Homie mở màu xanh da trời có gì trong đó nào. Wow, vẫn là một màu xanh da trời nhưng mà rất là mềm đúng không Homie ha. Trời ơi, quá mềm luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi Homie, để cao lên, cầm nhẹ nhẹ thôi, nhức nhẹ thì nó mới dài ra, nhức nhẹ thôi. Wow, thấy chưa? Rồi các bạn thấy Homie đang chơi không nè, đó, đây là màu xanh da trời nha các bạn. Đó, trời ơi, làm kem đó Homie ơi. Wow, trời ơi, dài rồi, luôn xuống, để xuống làm kem. Trời ơi, Homie, cái này mà mai mốt quá Homie, bà lấy cái bộ đồ chơi mà đứt xét của con á, đứt xét Play-Doh biết không? Lấy cái này chơi, đã lắm. Ok ha. Ha, lần sau mình sẽ quay clip cho các bạn coi là Homie sẽ chơi đất sét này với cái bộ đồ chơi đất sét Play-Doh ha. Ok ha. Rồi các bạn thấy nha, đây là màu xanh da trời rất là đẹp các bạn nha, rất là mềm nha, và đặc biệt không độc hại nha. Đó, không mưa không độc, trời ơi giống như là đang làm kẹo vậy các bạn thấy chưa. Rồi bây giờ bạn Homie ơi, bây giờ mình có làm một cái gì cho các bạn coi không? Bây giờ mình phải làm gì đây, hay là bây giờ mình lấy cuốn sách hướng dẫn ra thử nha. Đó Homie, đậy lại đi, đậy lại kể cho các bạn coi đậy sao. Đó, chơi xong phải sao Homie? Đậy lại rồi, bây giờ Homie lấy cuốn sách hướng dẫn đi. Đó, trong đó có cái gì Homie coi thử coi. Mặt cười đúng không? Rồi bây giờ bạn Homie hãy mở sách ra coi thử coi sách hướng dẫn người ta hướng dẫn làm cái gì nè. Đâu, để cho các bạn coi thử coi tiếng gì không biết. Rồi bây giờ không ơi mở trang khác cho các bạn coi thử coi. À, snowman là con gì? Wow, là con người tuyết nè các bạn ơi, chuẩn bị đến Noel Giáng sinh rồi nha các bạn nha. Đây người ta có hướng dẫn làm con người tuyết snowman nha. Rồi tiếp theo là làm gì đây? Bên đây là một cái bánh nha các bạn nha. Wow, có sách hướng dẫn quá hay luôn nha. Đi kèm với một cái hộp đất sét là sẽ có gì không ơi? Một cuốn sách đúng không? Sách hướng dẫn nha. Nè các bạn coi nè. Đây, hướng dẫn làm con bạch tuộc. Bạch tuộc tiếng Anh là gì không ơi? Octopus. Ok, đây. Đây là chỉ làm con ốc sên. Ốc sên rất là đẹp, ốc sên kẹo. Rồi. Tiếp theo. Quá trời luôn. Rồi bây giờ bạn Homie hãy lựa một hình là làm cho các bạn coi thử nha. Rồi Homie lựa đi là làm cho các bạn coi thử. Rồi bây giờ Homie Thôi Homie nói lại nha. 1, 2. Rồi bây giờ Homie hãy lựa một hình và làm cho các bạn xem ha. Rồi Homie lựa hình nào đây? Đây cho các bạn coi thử. Đâu Homie lựa hình gì ta? Cái gì mà nó đen đen mà nó trắng trắng vậy ta? Cái gì vậy ta? Ba không biết Homie ơi.
Đây là gì hả mày? Chắc là panda. Wow, đây là bạn gấu panda nha các bạn nha. Trời, rất là dễ thương nha. Đó, bây giờ homie quyết định làm hình này đúng không? Ok rồi, bây giờ ba với homie cùng làm ha. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ đầu tiên homie phải làm gì đây homie ơi? À, mở nắp màu trắng ra cho các bạn coi ha. Mình lấy màu trắng. Panda thì có bao nhiêu màu homie? Mấy màu ta? Panda thì mấy màu? Mấy màu, ba hỏi mấy màu? Panda mấy màu? Có hai màu thôi, màu trắng với màu đen, đúng không con? Rồi, vậy là panda chỉ có hai màu thôi nha các bạn nha, cho nên mình sử dụng là màu trắng và màu. Ok, màu trắng màu đen. Rồi bây giờ không ai lấy trước đi. Màu trắng người ta có hướng dẫn nè. Đây, màu trắng là làm hai cục, một cục tròn nhỏ chứ cục tròn lớn. Phải cẩn thận nha các bạn nha. Rồi bây giờ không ai làm đi. Rồi bây giờ không ai làm đi, làm cho các bạn xem đi. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn không ai đã bắt đầu làm hình con gì không ai? Con panda. Ok rồi, gấu trúc panda nha. Rồi bây giờ đây, bạn không bị xong rồi, xong được một bộ phận rồi. Đây là cái mình nha các bạn nha. Đó, bây giờ ba sẽ cầm giùm không mấy cái này nha, mà để ở đây đi, mấy con gió nó thổi bay. Trời, gió thổi quá trời. Đó, coi như một cái trứng nha không mày. Rồi tiếp đến là bạn không ấy sẽ làm tiếp cái phần gì ta? Cái đầu của gấu panda đúng không? Rồi ok. Rồi xong chưa, tròn chưa? Rồi, đến đây cho ba coi. Wow, đây là hai bộ phận. Đây là cái đầu của con gấu panda. Đây là cái người ha. Rồi, tiếp đến là người ta chỉ cái gì? À, ịnh vô đúng không? Rồi, giống như là dán nó vô. Mà tại cái này nó tự dính với nhau được nha. Đó, không biết làm cho các bạn xem đi. Đó, dính chưa homie? Đâu cho ba mượn coi thử coi. Wow, đây đây là cái thân và cái đầu của bạn panda nha. Rồi xong rồi phần này rồi nha. Rồi bây giờ ba sẽ để dưới nha. Đó, để ba dùng hình ảnh chắc chắc cho homie nữa nha. Đó, hình chắc chắc chứ mà không có xúc. Rồi rồi tiếp đến là homie sẽ làm gì đây? Lấy màu đen đúng không? Homie làm mắt với lại mấy cái tay chân nè, thấy không? Mắt tay chân nè, miệng nè cho panda nha. Rồi homie làm một cái dây này trước đi homie, một cái dây dài màu đen nè để quấn cái cổ của con panda đó nha. Rồi. Đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa, dây màu đen để quấn vô cổ nha. Rồi bây giờ không bị quấn đi, không bị đo, đừng để cho bị dư nha. Không bị đo đi, thấy dư thì ngắt bớt nha. Không bị quấn nhỏ lại nữa, không bị ơi, thử là nhỏ lại nè. À, con cắt bớt đi, cắt bớt này, cắt bớt màu đen này. Nè, con quấn cái dây này, con cắt bớt cái đó đi. Đó, con xe này. Đây cái cổ bên ra cũng nhỏ, cắt bớt nữa, cắt bớt nữa. Nè đó mày, như đây thôi. Đó, rồi. Đó, nó chạy vòng vòng rồi. Rồi, phải cầm giùm nha. Rồi. Rồi, ok. Bây giờ coi được chưa? Cái cổ nhỏ xíu à, không cần phải nhiều đâu mày. Rồi. Không bị làm cho các bạn coi thử để các bạn biết, các bạn làm theo nha. Được không mày? Rồi, cho qua luôn, tràn qua luôn. Rồi, ịnh vô, sát vô. Đâu, được gì chưa? Rất là dễ thương. Wow. Rồi, nhìn này giống như Snowman mà đang đeo cái khăn màu đen vậy đó. Đúng không ơi? Rồi tiếp đến homie làm mắt mũi đi nha. Rồi homie lấy màu gì? Màu đen. Vẫn là màu đen nha các bạn nha. Rồi đó, màu đen. Homie làm tới cái phần nào ta? Mắt trước hả homie? Mắt hay lỗ tai? Lỗ tai đi ha, lỗ tai trước nè, lỗ tai trước nè ha, lỗ tai màu đen trước đi. Để hai cái màu đen ra, màu đen để sẵn cho homie nè các bạn. Đó. Ôi trời. Cái chạy trốn homie đâu mất tiêu rồi. Ba phải để ở dưới nè. Đây ba lụm giùm nha. Rồi đây. Giỏi, thấy chưa các bạn, thấy homie rất là giỏi không? Khi mà mình được một người khác giúp đỡ thì mình phải làm sao? Phải dạ và phải cảm ơn đúng không? Đó. Rồi. Đây panda. Rồi. Đó, bắt đầu bạn homie đã gắn hai cái lỗ tai của panda vô, các bạn thấy chưa, rất là dễ thương nha. Đâu cho ba mượn coi thử coi. À, dựng lên chưa? Đây cho ba mượn. Xong chưa? Mà rất nóng lòng coi bạn homie làm rất là dễ thương nè. Đó.
có đẹp hay xấu á, là các bạn cũng đừng có nói gì nha. Tại vì hả, ai cũng phải cố gắng hết đúng không Homie ha? Dễ thương lắm. Đó, bạn có chỉnh lại cho Homie chút xíu rồi đó. Rồi, đây là hai cái lỗ tai. Rồi, Homie làm tiếp đi. Cái mắt với lại cái miệng đi, Homie ơi. Cái mắt của Banda nè. Đây nè, thấy không? Cái mắt Banda thì ở cái tròng ở ngoài, cái lông ở ngoài là màu đen, ở giữa là màu trắng, ở giữa nó là màu đen, thấy chưa? Rồi, đó. Homie lấy màu đen đi. Này các bạn ơi, bây giờ bạn Homie đã làm được hai con mắt rồi nè các bạn, thấy chưa? Con mắt này nó không được đẹp lắm cho nên bạn Homie bỏ nha. Bây giờ Homie làm hai cái tròng đen nhỏ xíu nè các bạn. Đó. Thấy chưa các bạn, thấy không? Thật. Ôi trời, đẹp quá Homie ơi. Đẹp quá Homie ơi. Rồi bây giờ một cái tròng đen nữa đi Homie ơi. Một cái tròng đen nữa cho nó thật xuất sắc Homie ha. Rồi đó. Mình làm hai con mắt trước rồi mình mới đưa lên nha. Mình mới đưa lên. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ Homie hãy dán lên trên mặt của bạn gấu đi. Trời ơi, cái này chắc xinh dữ, Homie tự cầm nha. Cẩn thận. Đâu đẹp chưa? Rồi. Cái mắt hơi. Nói chung là dễ thương rồi. Rồi bây giờ Homie hãy làm tới cái miệng đi. Rồi miệng, cái miệng với cái tay cái chân nha. Với cái đuôi nữa nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Homie đã làm xong cái miệng nè các bạn nha. Đó, cái miệng rất là dễ thương của bạn gấu Banda. Homie làm tay chân đi cho các bạn đi. Cho bạn gấu đi. Cho các bạn xem nè. Đó. Bây giờ sẽ gắn tay chân của bạn Banda vô nha các bạn. Đó, bạn Homie làm rất là cẩn thận. Làm Banda mà giống con nhện nữa. Homie đúng là thật vui tính á. Đâu, xong chưa? Rồi làm cái đuôi cuối cùng đi. Trời ơi, bạn Homie gắn mình Banda mà giống như bạn nhện nữa các bạn ơi. Ai lại gắn như vậy? Để mà sửa lại nha. Ok nha. Rồi bây giờ Homie làm cái đuôi cho bạn Banda đi. Rồi, sau khi mà ba đã sửa lại cho Homie tay chân giống như hệt con nhện, bây giờ bạn gấu Banda nó rất là dễ thương nha. Rồi Homie gắn cái đuôi cuối cùng đi. Gắn cái đuôi cho các bạn coi thử đây. Đâu, rồi ra hình bạn Banda chưa? Rồi cũng dễ thương nha các bạn nha. Đây, rồi Homie để lên tay đi. Để ba chụp hình một tấm nha. Đó, là đưa thẳng lên. Đây chụp hình này, nhìn ba. Đó, các bạn thấy chưa? Bạn Homie đã làm xong. Bây giờ Homie hãy đi lấy cái mà từ bữa giờ Homie làm cho các bạn coi đi ha. Rồi Homie đi lấy đây, đi lấy một cái hộp bí mật của Homie đi nha. Homie ơi, đâu cái hộp bí mật của Homie, có gì đó Homie cho các bạn xem thử coi. Bữa giờ Homie làm được gì? Hãy để tay banh nè. Đây. Wow, các bạn thấy chưa? Từ bữa giờ bạn Homie, đây là cái gì Homie? Đây là con người mà là búp bê đúng không Homie ha? Đó, các bạn thấy không? Homie rất là sáng tạo nha. Nãy giờ có đồ cột tóc nè, rất là dễ thương nha. Rồi, tiếp đến là gì Homie cho các bạn coi đi. Đây, snowman. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Bạn Homie làm rất là dễ thương nha. Nè, các bạn thấy chưa, cứng nhắc luôn nè. Nè, thả xuống không gãy luôn nè. Homie ra các bạn. Thấy chưa các bạn chưa? Đó, không ngã luôn nha, không gãy luôn ha. Rồi, đây, snowman rất là dễ thương nha. Bỏ một bên. Rồi, tiếp đến là gì? Đây, trời ơi, bánh kem sinh nhật đây. Bánh kem sinh nhật rất là ngon đây. Các bạn thấy chưa? Phải không? Rồi đây. Rồi tiếp đến là gì? Tiếp đến là gì? Con thiên nga đúng không? Con thiên nga các bạn thấy dễ thương không? Đó. Bạn Homie rất là giỏi nha. Rồi tiếp đến là gì đây? Đây là cái bảng tên đúng không? Bảng tên này là ba làm cho Homie đúng không? Đó. Homie tên thật là gì? Tình tiên á chưa? Yên yên tờ yên tiên nè các bạn thấy chưa? Rồi bỏ một bên. Đó. Tiếp theo là bạn này chắc là bạn vịt Homie. Bạn này bạn vịt hả? Cái đó mà bạn vịt. Cái đầu vịt.
Bắt tuột hả? Mất hết tay rồi. Rồi tiếp đến là gì đây? Đây. Đây là cái bảng tên của Homie. Và cái bảng tên này tên là gì Homie? Homie ha. Đâu. Ok, tiếp theo là gì đây? Tên 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 tên. Trời ơi, cái đó là gì vậy ta? Đâu, Homie cho các bạn coi. Khoái tây chiên của McDonald's đúng không? Đó, McDonald's nè các bạn, thấy chưa? Đó. Nè, các bạn ơi, ở trong đây nó cũng có cái này nè. Đâu? Vậy là Homie nhìn theo cái này làm đúng không? Ba mình thử nè. À, giờ là ba làm hả? Rồi, vậy là không phải Homie làm nha. Rồi, đây các bạn coi nha. Khoái tây chiên rất là giống thiệt nha các bạn nha. Đó, Homie ơi, lấy một cái ăn đi. Đây, so the ship nha các bạn. Đây, con cù huyền thoại nha các bạn. Rồi, tiếp đến là em bé búp bê. Em bé búp bê đang bú cái núm vú nè Homie ha. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Rồi, tiếp đến là gì đây Homie ơi? Dạ là con mèo. Con mèo chơi chiếc banh nha các bạn nha. Dễ thương chưa? Đó, bạn mèo chơi chiếc banh nha. Bạn mèo nhìn chỗ khác. Đó là bạn mèo đang nhìn về một hướng khác để bạn mèo chơi đá banh đó các bạn thấy chưa? Rồi, bạn mèo rất là dễ thương nha. Đúng là Homie thật là giỏi. Rồi, tiếp đến là gì đây? Người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh. Chỉ có con mắt không với cái chân mày không thôi. Tròn quay luôn. Rồi, tiếp đến là gì đây? Tiếp theo là... Penguin là con gì? Con gì? Con chim cánh cụt nha các bạn nha. Đâu không bị làm mà giống không? Đâu bay được đâu mà nói là chim. Nhưng mà người ta vẫn là thuộc dòng họ chim mà đúng không ơi ha. Đây, bạn Homie làm rất là dễ thương các bạn nha. Rồi. Đây là tất cả những món đồ mà Homie làm. Các bạn thấy Homie thật sự giỏi không? Dạ, này mình cũng có những cái ba phụ Homie làm nữa đúng không? Rồi, các bạn thấy chưa? Đây là tất cả những món đồ mà Homie đã làm từ bữa đến giờ. Đồ này rất là đã, chơi rất là đã, không bị gãy nha các bạn nha. Các bạn coi nè, thả xuống luôn nè. Không bao giờ bị gãy nha các bạn nha. Đó, khi mà để khô là nó sẽ cứng ngắc nè. Rất là mềm luôn. Mềm mại, chứ không phải là nó bị dẻo nữa đâu nha. Rồi. Chỗ sáng luôn mình té. Nhớ like, subscribe của mình.